Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 diễn ra trong tuần từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11. Các đại biểu đã nghe trình bày và thảo luận rất nhiều tờ trình, dự án luật, sửa đổi bổ sung thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, tại buổi thảo luận ở tổ, cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo và dự án luật hóa chất sửa đổi. Các đại biểu tổ 19 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bình Dương, Phú Thọ và Nam Định quan tâm và thảo luận sôi nổi nhất. Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với lý do và sự cần thiết ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Các đại biểu cho rằng vấn đề phòng chống ma túy là hết sức quan trọng vì đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định, phát triển và trường tồn của đất nước. Mong là có những cái chính sách cụ thể để làm sao mình động viên những cái mô hình tự quản trong trường học và đưa cái chương trình giáo dục này thành cái chương trình giáo dục chính khóa, chính thức trong các trường học từ tiểu học trở lên đại học cao đẳng để làm sao là người dân, nhất là thế hệ trẻ, người ta hiểu biết về ma túy, người ta tự bản thân mình tự giác trong cái công tác phòng chống ma túy thì cái chương trình này mới thực sự là hiệu quả. Hiện nay cả nước có 226.000 người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Đặc biệt, chỉ tính riêng trong 10 tháng của năm 2024, cả nước có gần 800 đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện ngáo đá, gây ra phạm pháp hình sự, trong đó có 4 vụ giết người. Chính vì vậy, ban soạn thảo cần phải đưa ra giải pháp cụ thể hơn, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là phòng từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Hiện nay là cái tình hình ma túy trong học đường, rồi trong công nhân, trong khu dân cư, nên tôi nghĩ là cái cần thiết là chúng ta phải hoàn thiện cái cơ chế chính sách này để làm sao mình xây dựng được các cái phong trào, các cái mô hình phòng chống ma túy ngay từ cơ sở, ngay trong trường học, ngay từ trong doanh nghiệp, ngay từng khu nhà trọ, khu dân cư, thì như vậy thì mới có thể thực hiện tốt cái vấn đề này. Cái giải pháp mà tôi nghĩ là phải tăng cái tính răn đe, xử lý vi phạm đối với các đối tượng vi phạm. Chứ không phải là chúng ta chỉ quan tâm đến cái vấn đề là về cơ sở vật chất hay là những cái vấn đề cho những cái người bị nghiện rồi chúng ta mới chăm lo, mà tôi nghĩ là phải rà soát lại cái hệ thống pháp luật. Chỉ tiêu 100% nhà trường là có tổ chức cái tuyên truyền, truyền thông giáo dục về phòng chống ma túy. Thì nếu theo cách thể hiện ở trong cái báo cáo này thì đây là mục tiêu của năm đến năm 2030. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì có những mục tiêu phải tính được hàng năm ạ. Tuyên truyền giáo dục nhà trường nó phải hàng năm, nó phải duy trì cái đó, chứ không phải chờ đến năm 2030 mới đạt 100%. Các đại biểu cũng cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo. Tuy nhiên, đề nghị ban soạn thảo cần quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, về luật hóa chất. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát phạm vi điều chỉnh, tránh chồng chéo, xung đột các luật điều chỉnh, cũng như xem xét lại việc giải thích từ ngữ hóa chất. Những nội dung góp ý của các đại biểu sẽ được ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện, sau đó Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường và biểu quyết thông qua trong kỳ họp thứ 8 này.